Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình chủ nhật ngày 8 tháng 4 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Diện tích vải lai chín sớm ở Phù Cừ, Sai Hoa, tỷ lệ đậu quả cao. Hiệu quả từ các mô hình nuôi thả thủy sản ở Tiên Lữ. Biện pháp hiệu quả chống khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Cần xử lý nghiêm đối tượng đổ cát, chất các thùng phi, vỏ đựng hóa chất gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm. Mô hình phế liệu sạch giúp hội viên phụ nữ nghèo ở xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào. Năm nay, thời tiết thuận lợi, các diện tích vải lai ở huyện Phù Cừ, Sai Hoa và tỷ lệ đậu quả cao. Hiện người nông dân trồng vải đang thực hiện các biện pháp chăm sóc vải ở giai đoạn đậu quả non để tiếp tục giành được một vụ vải năng suất cao và chất lượng tốt. Vụ vải năm nay, toàn huyện Phù Cừ có trên 500 hecta vải ra hoa đậu quả, tập trung nhiều nhất ở các xã Tam Đa, Minh Tiến và Tiên Tiến. Về chăm sóc cây vải ở thời kỳ sau đậu quả cho đến thu hoạch rất quan trọng, có vai trò quyết định đến năng suất và sản lượng vải. Qua các buổi tập huấn kỹ thuật, người trồng vải đã được hướng dẫn cách nhận biết đúng thời điểm bón thúc cho quả, bổ sung dinh dưỡng kịp thời cho cây, bón phân cân đối, bón phân vi lượng qua lá để cây hạn chế rụng quả non và các biện pháp chăm sóc phòng trừ các loại sâu bệnh đối với mỗi giai đoạn phát triển của quả vải. Với sự tích cực và chủ động chăm sóc vải kịp thời, cộng với những kiến thức đã được tập huấn và những kinh nghiệm thực tế áp dụng chăm sóc vải trong những năm qua, hy vọng huyện Phù Cừ sẽ có một vụ vải lai chín sớm đạt kết quả cao. Phát huy thế mạnh là vùng đồng chiêm đất trũng, nhiều hộ dân ở huyện Tiên Lữ đã mạnh dạn đầu tư kinh phí, cải tạo diện tích mặt ao để nuôi thả thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay toàn huyện có tổng số 400 ha diện tích nuôi thả thủy sản với trên 2.000 hộ nuôi tập trung nhiều ở các xã Hưng Đạo, Trung Dũng và Dị Chế, Hải Triều. Các mô hình nuôi trên địa bàn đều tiến hành nuôi khép kín từ cá giống đến cá thương phẩm. Mỗi lứa cá nuôi từ 7 tháng đến 1 năm cho thu hoạch một lần tùy theo từng giống cá. Để khai thác hiệu quả mặt nước, các hộ nuôi còn áp dụng nhiều mô hình như xen canh lúa cá, nuôi cá sông trong ao trên mặt nước tĩnh để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Tổng sản lượng thủy sản năm 2017 của toàn huyện ước đạt trên 3.000 tấn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống quan trắc là cơ sở để chính quyền và cơ quan chức năng thường xuyên kiểm soát chất lượng nguồn nước xả thải của doanh nghiệp có đảm bảo hay không. Tuy nhiên, hiện hệ thống quan trắc ở tỉnh ta chưa đáp ứng được yêu cầu này. Hiện ở tỉnh ta mới chỉ có trung tâm quan trắc thủ công thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cho đến nay, trung tâm này chỉ thực hiện đo đạc phân tích các chỉ tiêu môi trường cho khoảng 50 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, trong đó tập trung chủ yếu là các chỉ tiêu về nước và một số chất thải. Các lĩnh vực ô nhiễm không khí, dự báo diễn biến tác động môi trường, biến đổi khí hậu vẫn còn hạn chế. Mặt khác, chưa hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động. Vì vậy, việc thường xuyên cập nhật các chỉ số tổng thể về mức độ ô nhiễm môi trường, tác động đến biến đổi khí hậu và đời sống là chưa thể thực hiện được, dẫn đến nhiều doanh nghiệp vẫn xả thải nước cho bụi ra môi trường một cách bừa bãi. Để khắc phục tình trạng này, cần đẩy mạnh công tác quan trắc hiện đại, đồng thời sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc tự động. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát trên sông Hồng tại các mỏ theo quy định. Trước kia, việc khai thác cát của doanh nghiệp diễn ra ở cả ban ngày và ban đêm, lợi dụng vào đêm tối nạn cát tặc hút cát trái phép ngoài vị trí mỏ khai thác gây bức xúc cho nhân dân. Để ngăn chặn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt góp phần ngăn chặn hiệu quả nạn cát tặc trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn tỉnh ta. 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã phát hiện bắt giữ gần 20 tàu trong và ngoài tỉnh đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Hồng. Toàn bộ diễn ra vào ban đêm. Do mức xử phạt theo luật quy định còn thấp nên tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra. Để ngăn chặn tình trạng này, tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 09 về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, ký kết quy chế phối hợp, cam kết của các chủ bến bãi và doanh nghiệp được cấp phép để chống nạn khai thác cát trái phép. Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu Ủy ban tỉnh rất nhiều biện pháp để giải quyết cái hiện tượng khai thác cát trái phép này. Thứ nhất là xây dựng các cái văn bản quy phạm pháp luật để làm sao thắt chặt cái công tác quản lý. Thứ nhất là về quy hoạch khoáng sản này,
quy hoạch những cái điểm mà có khoáng sản, nó là thường là những cái điểm nóng trong khai thác cát trái phép, để giao cấp phép cho những doanh nghiệp có đủ năng lực để cung cấp cát trên địa bàn tỉnh, xây dựng cho địa bàn tỉnh. Cái thứ hai đó là tham mưu xây dựng ban hành cái vùng cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Một trong những quy định mang tính bước ngoặt mà tỉnh Hưng Yên đã ban hành để chống nạn cát tặc là doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát chỉ được phép khai thác từ 6 giờ cho đến 18 giờ hàng ngày. Do chỉ diễn ra vào ban ngày nên thuận lợi cho lực lượng chức năng và nhân dân giám sát. Các tàu hút cát trái phép không còn điều kiện để hoạt động. 3 tháng cuối năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 không phát hiện trường hợp tàu hút cát trái phép nào. Ngày nào tôi cũng ở trên sông, không có khai thác cát về ban đêm, chỉ có ban ngày thôi. Sau khi có các văn bản chỉ đạo của tỉnh, rồi văn bản chỉ đạo của ủy ban thành phố, thì ủy ban nhân xã Tân Hưng cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kết hợp cùng với công an thành phố thực hiện các văn bản đấy, thì việc khai thác cát đã đi vào ổn định và tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị cũng đi vào ổn định. Nhờ vậy, nhiều nơi từng là điểm nóng về nạn khai thác cát trái phép như ngã ba sông Hồng, sông Luộc, nhất là sông Hồng đoạn qua địa bàn thành phố Hưng Yên và đoạn qua huyện Kim Động, Khoái Châu, nay đã được giải quyết. Việc khai thác cát trên sông thuộc địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp. Một trong những biện pháp Hưng Yên triển khai thành công để chống nạn cát tặc, đó là tỉnh đã ra quy định cấm khai thác cát vào ban đêm. Và qua một thời gian áp dụng, thì kể cả các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát cũng không được khai thác vào ban đêm. Đến nay, góp phần ngăn chặn nạn cát tặc trên sông Hồng và sông Luộc qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Từ ngày 11 tháng 3 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Hương ở số 146 chợ Đường Cái, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm bị một số đối tượng đổ nhiều xe cát và chất các thùng nhựa đựng hóa chất che kín mặt tiền cũng như che kín lối ra vào của doanh nghiệp, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và bức xúc trong dư luận. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Hương hiện đang kinh doanh xăng dầu và vật liệu xây dựng nằm ngay mặt đường quốc lộ 5 trên địa bàn xã Trưng Chắc. Theo chủ doanh nghiệp cho biết, ngày 11 tháng 3, dù giữa ban ngày, công ty bị một đối tượng ở thôn An Lạc cùng trên địa bàn xã Trưng Chắc chở nhiều thùng nhựa đựng hóa chất xếp chồng cao nhằm mục đích chặn ngay phía trước lối xe ra vào để đổ xăng của công ty, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp đó, ngày 15 tháng 3, cửa ra vào công ty lại bị một đối tượng không rõ danh tính chở một xe ô tô cát đổ vào trước cửa hàng rồi bỏ đi. Sự việc không dừng lại ở đây. Tiếp đó, vào sáng ngày 5 tháng 4 và đêm ngày 5 tháng 4, mặt tiền cửa hàng bán xăng dầu và vật liệu xây dựng của công ty tiếp tục bị nhiều xe chở cát ngang nhiên đổ kín lối ra vào rồi đi ngay. Chủ doanh nghiệp đã kịp thời ghi lại được biển số của hai trong số các xe ô tô chở cát đến đổ gây cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là 89C06217 và 89K8789. Sự việc gây hoang mang cho doanh nghiệp cũng như các hộ dân sống xung quanh. Tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để tìm hiểu xem là nguyên nhân tại sao đối tượng nào đổ cát đến nhà tôi. Đấy, thì tôi không hiểu tại làm sao cả mà tôi không thù oán với ai cả. Đấy, tôi cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc và điều tra và làm rõ cái nguyên nhân để gây cái cản trở doanh nghiệp tôi như thế. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ doanh nghiệp đã có đơn phản ánh đến chính quyền xã và công an huyện Văn Lâm đề nghị làm rõ, sớm tìm ra thủ phạm cố tình đổ cát và các vỏ thùng đựng hóa chất gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian qua, tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi đã có diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến quy hoạch, mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương. Trong đó, dọc xóm Tân Cầu, thôn Minh Lý, có gần chục ngôi nhà rộng hàng chục mét vuông, lợp tôn lợp ngói được mọc lên giữa cánh đồng. Bên cạnh đó là hàng trăm mét vuông chuồng trại. Theo người dân ở đây cho biết, đây là những căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Họ xây vì lý do để phục vụ chuyển đổi sản xuất, nhưng thực chất là xây để ở, kinh doanh. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Hoa Thám, hiện toàn xã có 26 trường hợp vi phạm. Các vi phạm chủ yếu như xây nhà tạm, chuồng trại, xây gạch ba banh xung quanh diện tích đang canh tác. Điển hình như các hộ ông Nguyễn Văn Hoàng, Đặng Văn Hòa ở thôn Đình Xuyên, Vũ Văn Huế, Nguyễn Văn Khái ở thôn Minh Lý.
Vũ Văn Quân, Nguyễn Văn Thao, thôn Đình Xá. Các trường hợp này, Ủy ban Nhân dân xã đã phát hiện, tuy nhiên trong thời gian dài, chính quyền địa phương thiếu kiên quyết, nể nang, thậm chí có cả cán bộ xã vi phạm. Cho nên chưa ngăn chặn hiệu quả, tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp tràn lan để lại hệ lụy rất lớn, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 7 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức gắn biển hai công trình chào mừng là công trình trường mầm non xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ và công trình trường mầm non thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hảo. Trường mầm non xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ được xây dựng từ tháng 9 năm 2016 với quy mô 10 phòng học, tổng vốn đầu tư trên 9 tỷ đồng bằng nguồn vốn địa phương và các doanh nghiệp tài trợ, trong đó công ty cổ phần thép Việt Ý tặng 10 bộ máy điều hòa trị giá 100 triệu đồng. Trường mầm non thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào được xây dựng từ tháng 9 năm 2016 với quy mô 6 phòng học và 4 phòng chức năng, tổng vốn đầu tư trên 7 tỷ đồng. Hai công trình đi vào hoạt động sẽ khắc phục được tình trạng thiếu phòng học, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập, giúp cho các em có môi trường học tập tốt để phát triển. Quý vị và các bạn đến với mục Phụ nữ Hưng Yên, trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mô hình phế liệu sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, mặc dù mới được triển khai xây dựng từ đầu năm đến nay, nhưng đã cho hiệu quả rõ rệt đối với việc giúp hội viên nghèo vượt khó và ổn định cuộc sống. Tính đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng được 3 mô hình phế liệu sạch tại 3 thôn Xuân Bản, Xuân Đào, Xuân Nhân. Vào các ngày trong tuần, chị em hội viên phụ nữ phân loại và có một số loại rác thải có thể bán được như bìa các tông, lon bia, chai hộp nhựa, đem ủng hộ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 11 hàng tháng. Trung bình một tháng, từ nguồn phế liệu sạch này, hội viên phụ nữ đã giúp đỡ được 3 hội viên với số tiền trị giá 1,3 triệu đồng. Số tiền từ phế liệu sạch không chỉ giúp đỡ hội viên phụ nữ còn cảnh khó khăn đảm bảo cuộc sống, mà còn giúp chị em nhận thức và hình thành thói quen đối với việc phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình. Là chủ xưởng chế biến xuất ăn công nghiệp tại thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, chị Nguyễn Thị Luyến đã tạo được nhiều việc làm cho lao động nữ và tích cực làm từ thiện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Luyến được chị em hội viên biết đến là một người trẻ tuổi nhưng năng động và thành công trên con đường kinh doanh. Chị mở xưởng chế biến xuất ăn công nghiệp đã chục năm nay và với đặc thù của công ty, chị Luyến tạo được nhiều việc làm cho lao động nữ tại địa phương. Tổng lao động trong xưởng là 70 thì có đến 50 lao động nữ. Một số công việc chính chị em được làm là nấu ăn, rửa rau, rửa bát đũa. Trung bình mỗi lao động có thu nhập từ 4 triệu đến 7 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ tạo việc làm cho chị em, chị Luyến còn tích cực tham gia làm từ thiện. Thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị tích cực giúp đỡ những hội viên nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về tư liệu sản xuất nông nghiệp, vật dụng gia đình, sách vở và chi phí học tập cho các em nhỏ. Trung bình một năm, chị Luyến trích ra 10 triệu đồng để ủng hộ cho gần 20 đối tượng trên địa bàn xã. Nhận thức rõ được ý nghĩa quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống, từ nhiều năm nay, các cấp hội phụ nữ của huyện Văn Lâm đã có nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới. Con đường hoa trên trục đường chính vào Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài dài 450 mét được trồng từ đầu năm 2078, nhưng giờ đã xanh tốt và tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho đường xã. Với sự hưởng ứng đông đảo của 220 chị em hội viên phụ nữ, mỗi chị em đóng 10.000 đồng đã tạo nên tuyến đường này. Tính đến nay, toàn xã Lương Tài, hội viên phụ nữ đã trồng được 2,5 km đường hoa, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan khu dân cư. Sau khi phát động thì chị em hưởng ứng 100% và rất là nhiệt tình. Sau khi làm đường nông thôn mới xong rồi, những chỗ mà còn đất thừa sẽ phủ toàn hoa theo cái sự chỉ đạo của huyện hội cũng như là hội phụ nữ xã.
Việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình tại xã Minh Hải được thực hiện từ năm 2016 dưới sự hướng dẫn của Phòng Tài nguyên Môi trường và Hội Phụ nữ các cấp. Tính đến nay, toàn xã có gần 170 hộ thực hiện, trong đó có trên 120 hộ thực hiện hiệu quả. Gia đình bà Cao Thị Đào là một trong những hộ đi đầu thực hiện phân loại và xử lý rác thải của xã. Thì chúng tôi thấy nó rất là thiết thực. Cái thứ nhất là nó giảm cái công vận chuyển cái rác vô cơ đi. Cái thứ hai là cái phân hữu cơ thì tận dụng để mà làm cái phân bón cho cây trồng. Cái thứ ba nữa là nó hạn chế cái ruồi nhặn để làm cho cái môi trường nó được trong sạch hơn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền chỉ đạo sát đến với mỗi chi tổ, tính riêng năm 2017, Hội Phụ nữ các cấp phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường triển khai xây dựng được mô hình xử lý rác thải hộ gia đình được trên 6.000 hộ, thành lập mới 2 câu lạc bộ sạch, 85 trên 85 chi hội tham gia dọn dẹp đường làng ngõ xóm vào các ngày lễ Tết và định kỳ trong tháng, 8 trên 11 xã thị trấn trồng tuyến đường hoa. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, duy trì và nhân rộng các mô hình về đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động 503 sạch. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên phụ nữ các cấp huyện Văn Lâm, mỗi khu dân cư được đảm bảo vệ sinh môi trường, mỗi con đường được khoác lên diện mạo mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai thứ hai, ngày 9 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hưng Yên ước thu trên 300 tấn mật ong nhãn. Vẫn còn tình trạng đánh bắt cá bằng sung điện ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Hai học sinh trường trung học cơ sở Tân Quang, huyện Văn Lâm đạt giải nhất nghiên cứu khoa học. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.